1, 2, 3, 4, 5, 6 20, đúng rồi các bạn. 20 chiếc đàn kết máy NKS1 Bluetooth vừa cập bến showroom 98 Bành Văn Chân để chuẩn bị cho chuyến hành trình giao đến tay các khách hàng thân yêu. Cả đội đang chạy đua với thời gian, làm việc hết công suất để nhanh chóng đưa hết lô đàn xuống xe. Phải tranh thủ lắm để chiều nay còn kịp gửi đến các đại lý và khách hàng khắp nơi nữa. Nhưng không sao, chỉ cần nghĩ đến cảnh các bạn sắp sửa có được những sản phẩm nhạc cụ hàng đầu là team tụi mình lại tràn đầy năng lượng. Nói về Kodman KS1 Bluetooth, đây chính là lựa chọn lý tưởng cho các bạn mới tập chơi hay cả những người đã có kinh nghiệm. Cái đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn khiến mỗi lần nhấn phím đều mang đến cảm giác cực đã, đặc biệt với 128 polyphony, 20 âm sắc để bạn thỏa sức sáng tạo. Cùng với đó là hai cổng phone giúp bạn vừa nghe qua tai nghe vừa phát ra loa, và còn một điểm cực kỳ tiện lợi, kết nối không dây Bluetooth với các app học nhạc. Nếu bạn đang muốn luyện tập kỹ năng đếm nhịp hay thay đổi tông bài hát, các tính năng như Metronome, James Bow và Twin Nova rất tiện lợi. À, còn có cả model B25 nữa. Cái đàn này thì đẹp và sang trọng khỏi bàn. Nếu bạn từng mê dòng Yamaha B225 thì bạn sẽ yêu ngay Kodman B25 từ cái nhìn đầu tiên. Kodman B25 không chỉ gây ấn tượng với màn hình chán gương và dải đèn LED lung linh, mà còn có 88 phím với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn cho cảm giác chơi gần như piano cơ. Và đặc biệt là model này có đến 6 màu cực kỳ nổi bật với chip SAM 5704 của Pháp. B25 có khả năng xử lý âm thanh cực kỳ ấn tượng, kèm theo đó là 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát để bạn tha hồ sáng tạo. Điểm đặc biệt nhất trên B25 là tính năng Bluetooth MIDI giúp bạn học nhạc dễ dàng qua các app trên thiết bị thông minh và Bluetooth audio để phát nhạc ra loa. Wow, showroom Minh Phụng vừa mới trang bị thang máy vận chuyển hàng rồi đấy. Với số lượng đơn hàng ngày càng tăng, việc có thêm thang máy sẽ giúp tụi mình dễ dàng di chuyển những chiếc đàn công kênh, đặc biệt là khi cần vận chuyển hàng loạt như đợt này, vừa nhanh lại vừa tiện lợi mà còn đảm bảo đàn được an toàn. Và giờ thì đàn đã về đầy showroom sẵn sàng phục vụ mọi người. Với Kodman, bạn không chỉ sở hữu một cây đàn giá phải chăng với âm thanh hàng đầu, mà còn là một thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian trong nhà bạn. Cảm ơn khách hàng đã luôn tin tưởng Minh Phụng Music. Nếu bạn đang tìm kiếm hai model trên, hãy ghé ngay các chi nhánh của Minh Phụng để trải nghiệm nhé.